Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ nha mày. Với video này thì Khải đang đi trồng cái hạt giống Pháp Vân Độ nè mày. Chúng là Khải đang chuẩn bị 10 hạt mầm rồi. Bây giờ Khải đang mở khoảng 10 cái hạt màu như thế này. Để Khải lên Pháp Vân Độ bờ bách, để Khải mở ra Khải đánh nha nè. Khải đánh nói chung là một hạt sẽ được một điểm tiềm năng nha nè. 10 hạt sẽ được 10 điểm. Ở tháng vừa rồi thì Khải cũng đã mở 10 hạt rồi, nhưng mà Khải không có làm video cho anh em xem. Ở video này thì Khải sẽ mở tiếp tục 10 hạt ở đầu tháng nha anh em. Mỗi tháng chúng ta chỉ được 10 hạt thôi nha anh em. Mỗi tháng chúng ta sẽ được mở 10 hạt thôi. Nên là lần này Khải đang chuẩn bị 10 hạt để chuẩn bị đi thiền. Đi thiền với anh em rồi chuẩn bị qua được bờ bách bên kia á thì mới có thể mở được những hạt mầm này ra đánh, rồi đánh xong những hạt này sẽ được một điểm tiềm năng trên một quả. Khải cắt bớt mấy cái này nó khỏi chặt đường. Khải làm cho anh em xem. Trước mắt thì chuẩn bị 10 cái hạt giống Pháp Vân Độ Khải đổi ở phường thường anh em. Cái này Khải có 13 cái rồi, đợi tháng sau đổi tiếp. Đi đổi xu nữa. Đổi cho đâu không cần đổi mấy công. Đi giờ này giờ đặc biệt. Lên lên thiền cho em ơi. Ok. Ê, cái gì cãi sao màu vàng vậy? Số màu lại đây đã. Hải lên xong á. Xe lên chưa? Cãi ơi. Đang lên. Đang lên xe. Đừng nói màu nha, xe đang lên đừng nói màu nha. Sao xe nó không chạy không? Đậu xanh. Đang chạy lên. Ok, gần tới cổng rồi. Okay, ơi, không kịp thôi, xe đứng nhẹ mày. Chuyển màu lên. Ok, chuyển màu đi. Đi nè anh em, lên. Tập trung lên anh em, đi nè. Tập trung lên, không có ai đi trước nè. Ừ. Này đông ba mình đông. Đấy là chơi nè. Giờ đi giờ này con Khải cũng 2 3 ngày nay rồi. À bữa giờ đi cho lửa em ơi. Một phi đao đâu? Nga mi đâu? Chụp lại. Xong. Anh em thì tập trung 6 giờ rồi anh em, tập trung ở đây anh em. Đồ xe. Nói chung anh em thì sau khi lên thuyền xong thì ban mình cũng đánh một ít anh em khác rồi. Thì bây giờ thì đợi qua bên thuyền anh em, đợi nó qua bờ bách á. Đợi qua bờ bách bên kia rồi Khải mới thả mưa hàng mầm này xuống. Rồi Khải thả xong Khải sẽ bắt đầu đánh, thì Khải sẽ bắt đầu thu điểm tiềm năng nha anh em. Đó, nói chung là giờ anh em đang xem trận phân độ của ban Khải. Vừa rồi thì Khải không lên kịp xe đâu. Tại vì chuẩn bị lên bài hôm nay nọ xong rồi đi mua thuốc các kiểu này không kịp. Này cái hạng này đó, đầu tiên thu cái hạng này. Rồi đến phượng tường sát cái thằng thợ rèn á. Rồi bỏ ra 50 vạn với lại ít xu với lại 5 cái điểm tống kim sẽ được một quả màu tím này. Đó. Xong rồi màu đà đà này rồi bắt đầu mới qua bên bờ. Giờ đi ok qua bên bờ bên kia rồi mới thả đánh. Ủa nó nhận tiêu rồi, đủ má có thằng này nhận tiêu nó bị cướp. Kim. Vậy mà nó còn... Mình vậy mà nó còn để mình cướp được. Con thiếu lông thì vẫn chì. Để nhận khách mana. Đây này. Bên trên chút này. Em ơi. Giọng mấy con bot này.
cho em bớt, mình cho thì nhận anh hết rồi. Bớt một rồi mình làm được hết nha. Xuân em đang bệnh nè các bạn. Cũng mát quá. Cũng đi kéo anh đi với. Kiếm ngựa đi anh em. Nhậu chết đi. Đứng góc này là hồi nãy về lại. Quái lò được con nến bắt chằn với tiểu lộ à. Mày gấp 9 giờ để đứng góc này cũng được nè. Nói chung là không có gì hết. Cái tiếng chiến đặc biệt mà sao ra đồ cùi dữ ta. Chưa thấy thủy tinh đồ nữa. Ừ. Đang lý chiến đặc biệt nó phải rớt tinh thần bảo thạch nè, thủy tinh nè. Đây không thấy rớt. Ơi sự chiến thường. Dạo đánh kiếm ít quá thì mình đánh. Anh Nhật xin lúc kia ơi. Để kéo vô đây. Đợi giờ ít mà nào đánh như tí nữa 10 cái quả này ra mà không có mà nào đánh là to nữa em. Tại vì mở cái quả này ra đánh khá là tốn mà nè. Được 2 quả tinh năng nè anh em. Cái một cái nến bắt trần, cái một cái thủ lộ. Không thủy tinh luôn hả? Không. Không, không thấy thủy tinh với tinh thần luôn. Chắc con cuối. Hy vọng con cuối. Hôm trước bằng Khải đánh ra chú dạ vĩnh viễn kìa. Ra miết mà. Ừ, trên này nè. Cái chiến đặc biệt là nó dở ra mà sao đại miết quá. Như buổi sáng dễ rất ngựa hơn anh em. Ừ. 8 giờ sáng dễ rớt hơn nha. Không có luôn, sáng mới chớp mà không có luôn. Ôi, sáng người đông có gì vậy không? Ra bot, ra bot. Giữa nè, giữa đây nè. Hôm nay con cuối rồi. Chấp 100% á, anh em nào mà làm dù gây như vậy thôi, hết. Cái bằng ghê. Vậy. Rồi, thấy Thiên Sơn Bảo Lộ rồi biết rồi đó. Phi tóc lên bài, Thiên Sơn Bảo Lộ. Thấy Thiên Sơn Bảo Lộ là đế ngon rồi. Là nó là nó sẽ ra là nên ra nhiệm vụ kiếm 10 triệu phong độ. Rồi đi thả hạt. ai có nghe mì không đem ra đây phụ giùm xíu anh em. Sợ không nghe mì, không có nghe mì bút đánh không có mày nè đánh. Ai thiếu chi công lệnh không à? Nói sớm quá. À. Thôi về nhà rồi. Nhiều rồi hả? Nghe mì nhiều rồi hả? Ok. Ai thả quả nó như như một cái thông Noel đó nè. Đánh thôi. Biết rồi. Đợi mấy quái xung quanh nó phá thôi. Ừ, xong mấy quái xung quanh. Đó, 10 quái sẽ được 10 viên. Đó, anh em thấy không? Ra thế giới. Cái thai anh em ơi, 300 xu. Cái này Khải sẵn Khải làm cho anh em nào mà muốn muốn kiếm cái điểm này thì cứ xem video Khải mà làm thôi. Đơn giản thôi anh em. Có cho bàn kìa anh em ơi. Đó, thấy quả chưa? Xong rồi, cướp gì cũng nhanh lắm, chưa đầy 30 giây. Đâu giá kìa anh em. Cái em ơi. Yeah. À, 10 quả. 10 quả sẽ được 10 điểm. 1 tháng sẽ được 10 điểm thôi nha anh em. 1 tháng 10 điểm thôi. Nuốt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, thấy chưa? À, tần số mạnh lên 301. Đó, xong. Quả kìa anh ơi. Đó, quả này anh em mới đi chiến đặc biệt rớt ra này. Chung là nó dao động khoảng 200 đến 300 một quả. Này cho những anh em nào mát tại thì kinh thì mua nút thì được. Chứ giá nó cao cao hơn. Giá nó cao hơn một cuốn tại thì kinh. Cuốn tại thì kinh là 5 điểm nhưng mà nó khoảng một kim hơn. Còn này nó cũng tầm một kim hơn á anh em. Nhưng mà ai cần thì mua thì được, còn không thì mua đi bán lại cũng hơi căng tại vì tầm này ai cũng biết cách ép rồi. Còn video này Khải muốn làm là cho anh em nào chưa biết cách ép thì ép đỡ cho nó có 10 điểm thôi nè. Chung là một tháng chỉ được 10 điểm thôi, cộng dồn cho anh em không mắc nha, không mắc nha. Tháng sau anh em có thể cộng dồn lên tiếp nữa 10 điểm nữa. Đó. Tháng như rồi Khải tăng số mạnh 209 xong Khải đi tuyến cái chuyến phong độ ngày 29 tháng 4 là Khải được 10 điểm, Khải tăng vào được 300.
xong rồi bây giờ ngày 3 này, ngày 3 Kha đi thêm chuyến mới, Kha trong thêm 10 quả nữa, Kha được 301 xung mạnh anh em thấy chưa. Đó, giờ thôi, đơn giản thôi. Rồi ok anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em. Ok bye bye anh em, và hẹn anh em vào mỗi buổi tối livestream hoạt động ban và tống kim các kiểu vào lúc 19 giờ hàng ngày, đó là 7 giờ tối hàng ngày nha anh em. Ok bye bye mọi người ơi.